Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ trading nhé. Hôm nay là ngày cuối tuần mùng 4 tháng 8 năm 2024. Richard sẽ phân tích và định hướng xu hướng giá vàng vào tuần tới lên cái kế hoạch trading tuần và cho mọi người có cái video tham khảo để chúng ta có thể lập lên được cái kế hoạch trading bản thân mình nhé. Khi mà các anh chị em tham khảo cái video của Richard thì cũng nhớ là quản trị vốn tuyệt đối, lập lên cái kế hoạch của bản thân và luôn tìm cho mình những cái phương pháp trading làm sao mà phù hợp hiệu quả nhất nhé. Ok, vậy thì là ngày hôm nay cũng chỉ là ngày đầu tiên của cái tháng mới là âm lịch tức là ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024. Cho phép Richard xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả quý vị anh chị em những người đã follow kênh của Richard cũng như là kể cả những người mới xem video này. À, một tháng mới may mắn, bình an và vạn sự được như ý. Và bây giờ thì quay trở lại cái nhiệm vụ à, công việc chính của Richard đó là phân tích à, định hướng xu hướng giá vàng của tuần tới cũng như là điểm một số các cái tin tức quan trọng. À, trong tuần tới để chúng ta lên cái kế hoạch chơi như thế nào. Đặc biệt là về mặt tin tức thì chúng ta đã chứng kiến một cái tuần đầu tiên của cái tháng mới tháng 8 năm 2024 vừa mới trải qua cái bản tin non farm đúng không ạ. Sau cái kỳ tin lãi suất mà ngân hàng Trung Mỹ đưa ra là Fed đưa ra cái mức lãi suất vẫn giữ nguyên ở mức 5,5% Thì à, cái báo cáo về bản tin non farm vào cuối tuần lại là một cái bản tin cực kỳ bất lợi cho đồng đô nữa đi ngược hoàn toàn với lại những cái kỳ vọng của Richard. Thực tế nếu như chúng ta chiếu theo tin thì một cái tin báo cáo về GDP của Mỹ tăng trưởng ở mức 2,8%, không có lý do gì mà à, các cái báo cáo về thu nhập bình quân hàng giờ hay bản tin non-farm hay tỷ lệ thất nghiệp nó lại quá xấu. À, các bạn thấy không nó quá xấu luôn vậy mà một cái bản báo cáo về kinh tế GDP lại tăng trưởng gấp đôi so với kỳ trước. Bản thân Richard cũng với lại những cái những học viên trong lớp học cũng đã Richard cũng đã phân tích là rất là nghi ngờ trong cái bản tin về GDP rồi có thể nó sẽ được sửa đổi rồi. Ngay khi mà trong cái bản tin về báo cáo về GDP cái hôm đó thì Richard cũng đã nhận định theo cái quan điểm của cá nhân với những cái báo cáo chỉ số kinh tế của Mỹ khá là xấu như vậy. Thì để mà có là GDP tăng trưởng thì chỉ có thể là tăng trưởng tốt hơn kỳ trước và xấu hơn kỳ vọng thôi. Nhưng chúng ta đã chứng kiến một cái bản báo cáo về GDP tăng trưởng ở mức diện 2,8% tăng trưởng gấp đôi so với lại kỳ trước. Chính vì cái đó mà Richard cũng đã cảm giác rằng là nó gần như là phô mô thị trường rất là mạnh trong cái nhịp sóng này các bạn đã thấy không? như vừa rồi đây này các cái tuần trước đây nếu như mà báo cáo về gdp đây gdp này tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ thì liệu cái bản sửa đổi tới đây của mỹ nó đưa ra sẽ là như thế nào không? khả năng sẽ nó phải là một cái bản báo cáo sửa đổi xấu xấu hơn ở mức 2,8% chứ không thể nói là mức 2,8% được trong khi đó thì báo cáo về uh, thu nhập bình quân theo giờ bản tin non farm trong cái tuần vừa rồi đây lại rất là xấu tuy nhiên thì ngay trong cái ngày cuối tuần thì chắc có nhận định cho mọi người ngay kể cả trước giờ ra tin chuẩn bị ra tin rồi nếu như là một cái kịch bản tin bất lợi với đồng đô thì đương nhiên giá vàng nó sẽ có cơ hội test lại cái vùng giá 2472 2474 và cao hơn là cái ngưỡng test đỉnh chính là cái vùng bảy x và 2480 tức là nó test lại cái vùng giá này và đúng là một cái kịch bản rất xấu đối với lại chỉ số đồng đô la Mỹ và vàng nó test lên cái vùng này rồi sau đó nó xả trở lại tức là sau khi kiểm tra đỉnh xong sau khi điểm tra những cái vùng kháng cự khao thì là lại đúng vào ngày cuối tuần nó xả trở lại thôi và những anh chị em đã follow theo Richard chat thì một cái chiến lược cực kỳ thành công có những người là sell xuống đến cả 5 10 lót vàng và ăn được con sóng đấy cực kỳ mạnh mẽ tất nhiên là không ăn được tận đỉnh vì đã chốt ở những cái vùng giá như 2000 440 nhưng cũng có rất nhiều những cái nhịp mua lại nữa và thành công rất là lớn khi mà Richard nhận định cho mọi người bởi vì đó là sự tương tác rất là tốt của các anh chị em đã tương tác cùng với Richard ngay trong giờ ra ngày ra tin còn cộng đồng ngày hôm đó khi đi chat đã nhắn tin trên telegram cho mọi người với cái chiến lược với cái mục tiêu mua kể cả một cái chiến lược bán của đi chat cho mọi người tp cực kỳ nhanh đúng không ạ à, đó là một cái vùng bán rất là đẹp à, trên telegram khi mà đi chat nhắn cho mọi người là bán xuống đối với vàng và chính xác thì khi mà chúng ta bán xuống cái nhịp đấy là tuyệt vời luôn đúng không bán ở 74 đến 77 thì TP là gì ạ TP66 và TP56 có đúng là chiến lược của Richard chat cho mọi người đúng ngày hôm đó đúng không ạ đây bán khi mà tin ra nhận định tin tin bất lợi thì vàng test đỉnh sau đó là cho mọi người bán lại cái nhịp này quá thành công đúng không ạ và nó đi rất là nhanh luôn thì ở đây đã báo mọi người chốt hết lệnh ở 63 thì cái nhịp đấy các bạn cũng có khoảng 140 pip là cái chắc chắn rồi còn cái chiến lược thứ hai mà tôi chắc cho mọi người một cái chiến lược cuối à, chính là bán lại à, mua lại đối với vàng một nhịp. Đúng không ạ? Đây ra có cho mọi người một cái kèo mua, một cái kèo mua ở trong nhóm xích nổ đó là mua lại ở vùng giá 63. Thì nếu như SL mà an toàn hơn ở cái vùng giá 55 thì hơi xa nhưng đúng là các bạn nếu như SL ở dưới cái vùng 55 thế là tức là sau cái xuất phát điểm của cái biểu đồ giá vàng ấy, thì các bạn thành công trong nhịp đấy còn SL ngay cái vùng 60 thôi thì sẽ bạn các bạn cắn ngay lập tức đúng không ạ? Đây, cái nhịp của con vàng ngày hôm đó thì chắc có support cho mọi người vào cái có một cái nhịp mua đúng có một nhịp mua đúng không ạ chính là cái nhịp mà nó trả lại tên cho em đây này đó, nếu như mà mua ở vùng 63 lên xuống 62 64 xuống đến 62 thì cái SL mà nó hơi xa một chút đi khoảng 6 70 pip rồi SL an toàn thì nó phải là vùng 55. Thì nếu các bạn đến ở 55 thì các bạn ăn được cái nhịp này đẹp luôn bởi vì nó quay trở lại cái vùng 74, 75 đúng không ạ? Đó, đây là cái nhịp cuối cùng mà tôi test cho mọi người. Ngoài ra thì sau khi mà nó ra tin chính là cái lúc mà chat ngùng thực chiến cùng với cả lớp buổi cuối cùng ạ thì chính là những cái cây, cây nến con rơi đã xuất hiện và đấy chắc cho mọi người bán lại đi cái vùng này là vùng bán rất là đẹp cũng chính là cái kèo mà đấy chắc cho mọi người bán ở trong vùng giá như 74 đến 77 nó xuống tuyệt vời đúng không nhưng mà phiên ngày hôm đó thì nó rủi ro cao hơn nữa là nếu như anh chị em bắt đáy à, khi lực xuống nó rất là mạnh lại là tin vào ngày cuối tuần và nó xả trở lại thì các anh em bắt đáy chắc chắn là các anh em sẽ bị SL cho nên là cái lời khuyên của đứa chat khi ăn đủ là nghỉ cũng như là nếu như các anh chị em theo các cái chiến lược là quá tuyệt vời rồi kể cả chiến lược ngày hay là mà các bạn có bị SL nữa thì chỉ lấy lại bằng một kèo rất tuyệt vời luôn cho nên đấy chắc luôn gửi đưa cho cái lời khuyên cho mọi người là nếu các bạn có được cái target tốt thì hãy bình tĩnh để chờ cơ hội đúng chưa cũng là một cái ngày cuối tuần chiến thắng cũng rất là tuyệt vời rồi bây giờ thì quay trở lại cái mục điểm tin tức đi mặc dù là những cái bản tin bất lợi vào đồng đô la Mỹ và là một cái bản tin đi ngược với kịch bản. Nhưng thực tế là bản thân tôi chấp nhận định về tin thì nó cũng chẳng sai. Sai ở đây đó là gì? À, gần như là chúng ta đã bị lừa trong cái cú báo cáo về GDP của Mỹ tăng trưởng quá mạnh thôi. Vậy thì sang tuần tới đây, chúng ta sẽ chơi được như thế nào khi mà chỉ số đồng đô la Mỹ nó đang có những cái nhịp giảm rất là mạnh bởi cái bản tin vào cuối tuần. Liệu vàng nó có giảm trở lại hay không hay là nó lại tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ hơn thì chúng ta sẽ nhận định trong cái video này nhé. Đương nhiên sang tuần sau thì không còn những cái tin bản tin quá mạnh đối với chỉ số đồng đô la Mỹ nữa. À, không còn tin lãi suất và lãi suất thì phải là kỳ tới đây trong tháng 9. Và những cái bản tin tiếp theo đây chúng ta sẽ quan tâm đến thứ nhất là những cái tin dự báo kinh tế nó cũng không còn mạnh mẽ nhưng mà chúng ta sẽ trading theo phiên theo ngày được. Và cái thứ hai nữa là tâm lý thị trường nó đang để nặng lên trên một vấn đề đã, đã đặt cược vào những cái uh, gọi là những cái bản mà dự thảo để đàm phán hòa bình giữa Nga với Ukraine hay là một số các cái nước khu vực Trung Đông liệu có ổn hơn hay không. Còn nếu như tình hình căng thẳng thì có lẽ là giá vàng nó vẫn sẽ được tiếp tục hưởng lợi. Và nếu như các bạn, anh chị em mà thấy rằng giá vàng tiếp tục hưởng lợi nhưng nó rủi ro rất cao khi các anh chị em tham gia thị trường vào trong cái giai đoạn này. Nhá. Cho nên là mọi quyết định trong cái giai đoạn này là cái đoạn cực kỳ nhạy cảm bất kỳ một lúc nào đó cũng là những cái lúc mà khi chúng ta cảm giác là thị trường đang êm đẹp nhất thì cũng chính là những cái lúc rủi ro tăng cao nhất vì thế hãy lập lên kế hoạch và luôn thận trọng trong mỗi giai đoạn của thị trường bây giờ thì về mặt tin tức sang tuần tới tin đối với đồng đô thì là những tin báo cáo về dịch vụ PMI thôi ngay từ những cái phiên thứ hai và thứ ba đúng không không có những cái tin quá mạnh nhưng mà những cái các sản phẩm khác ví dụ như liên quan đến uh, lãi suất của đồng đô la úc thì là những cái tin rất là mạnh này À, nếu các anh chị em quan tâm đến tỷ giá của đồng đô la Úc thì các bạn lưu ý nhé. Dự báo thì giữ nguyên lãi suất ở mức 4,35%. Với cái dự báo này thì khả năng đồng đô la Úc nó sẽ có những cái nhịp giảm giá trở lại. À, nhưng mà nó đang cái cặp tỷ giá ví dụ như là AUD USD thì nó lại đang hưởng lợi rất là mạnh mẽ từ cái việc chỉ số đồng đô la Mỹ nó giảm sâu cái cặp tiền này. Nó đang hưởng lợi mạnh mẽ cho nên là các bạn thấy là có những cái nhịp tăng trưởng vừa rồi đây vào những cái phiên cuối tuần đúng không ạ? Nó đang giảm rất sâu nhưng tăng trưởng trở lại. Đó, đây là với chỉ số cặp tỷ giá aud usd vậy thì sang tuần sau nếu như là những cái kịch bản mà lãi suất giữ nguyên khi mà ngân hàng r ba đưa ra cái mức lãi suất đó thì khả năng rất cao là đồng đô lốc nó tiếp tục tiếp tục những cái xu hướng giảm nhé đây là cái quan điểm và chia sẻ của chat thì các bạn nếu như mà cũng đồng ý với cái quan điểm này thì hãy cho một bản thân một cái kế hoạch là bán xuống đối với cặp tỷ giá này chẳng hạn và khi mà đồng đô lốc nó giảm sâu thì rất nhiều những cặp tỷ giá khác ví dụ như gbp aud những cái cặp tỷ giá này này nó sẽ có những cơ hội bứt phá và tăng trưởng tiếp cho nên là các anh chị em hãy lập lên cái kế hoạch nếu như có mua thì cũng phải giải quyết vấn đề đó là mua ở đâu và khi nào thì các anh chị em mua và quản trị vốn rủi ro như thế nào khi các bạn giải quyết được về bài toán đó thì à, cái việc mà đầu tư và chơi đình nó sẽ trở nên thành công hữu ích hơn nữa bây giờ sang những cái cặp tỷ giá khác à, đối với lại những cái sản phẩm như là đồng New Zealand thì sang tuần tới đây có một cái bản tin giống như bản tin non farm của đồng New Zealand diễn ra vào ngày thứ tư, thay đổi việc làm và tỷ lệ thất nghiệp, đây là một cái bản tin khá là bất lợi đối với đồng New Zealand USD. Mặc dù đang tưởng hưởng lợi từ chỉ số đồng đô la Mỹ đấy, nhưng cái cặp tỷ giá này, ví dụ New Zealand USD nó cũng có thể tiếp tục giống như cặp đô la úc, nó có thể giảm vào tuần sau. À, vì thế là các bạn có thể sẽ có một cái kế hoạch bán xuống đối với cặp tỷ giá này nhé. Nếu mà được thực sự là một cái bản tin rất xấu đối với đồng đô đồng New Zealand đấy, đô la New Zealand ấy, thì các bạn có thể bán xuống đối với New Zealand. Ok chưa? đây là những cái kịch bản và những cái quan điểm mà Richard chia sẻ cho mọi người nhé ngoài ra thì uh, tuần tới đây những cái phiên cuối tuần những ngày thứ năm và ngày thứ sáu tiếp tục là những tin liên quan đến đồng đô la mỹ thì có khởi sắc hơn về cái yêu cầu trợ cấp thất nghiệp thôi nhưng khả năng sang tuần sau thì đồng đô la mỹ nó sẽ có cái nhịp hồi phục các bạn ạ mặc dù là có kèm cả tin tốt với tin xấu đấy nhưng mà khả năng rất cao là về cả về tin tức lẫn uh, phân tích kỹ thuật thì riêng biểu đồ chỉ số DXY sang tuần sau có thể nó có cơ hội tăng trưởng trở lại à, một cái mốc quan trọng mà Richard đã kỳ vọng quay trở về cái vùng 103.2 thì nó cũng đã đạt đến rồi và đây cũng chính là cái mốc mà trong phiên thứ sáu à, có bạn ở trong lớp Richard có hỏi có muốn mình mua với cái, cái cái, sản phẩm chỉ số, chỉ số DXY thì Richard có chia sẻ luôn là nếu mua thì hãy mua có thể là mua từ cái vùng giá này có hai vùng giá để chúng ta có thể mua lại đối với chỉ số nhưng cái vùng giá này khả năng nó sẽ hồi phục cho nên là sang tuần sau nếu như anh chị em nào mà có quan tâm đến chỉ số đồng đô la mỹ nha mà có muốn giao dịch đối với chỉ số này thì mặc dù là đang đà giảm mạnh đấy nhưng khả năng sẽ nó có một cái nhịp hồi phục thậm chí là nó sẽ hồi phục vào ngay phiên đầu tuần tức là phiên ngày thứ hai trong ngày thứ hai thì một cái kế hoạch cho các bạn là có thể chia vôn ra và mua lại đối với chỉ số ngoài ra với chỉ số sức mạnh đồng đô la mỹ là quan điểm của richard là có thể nó sẽ hồi phục vào tuần sau và đó là một cái thiên hướng hồi thì những cái cặp tỷ giá liên quan đến usd các bạn có thể canh cao bán xuống lại trở lại nhé. Trong đó thì kể cả với biểu đồ giá vàng chúng ta cũng có thể canh cao bán xuống trong cái tuần tới. Đương nhiên là cái một cái xu hướng tăng thì chúng ta vẫn có những cái điểm mua nhưng vẫn chỉ là mua lướt sóng trong cái giai đoạn này trước khi mà cái lãi suất của Fed trong tháng 9 nó ra. Tức là vẫn là một cái chu kỳ mà đây chắc chờ đợi rằng là có thể cuối tháng 9 chúng ta vẫn có thể đầu tư mạnh mẽ lại trở lại với vàng trong một cái sóng mua chẳng hạn. Thế còn DXY nếu mà quan điểm là sang tuần sau nó có thể hồi phục trở lại thì các bạn đối với những cái cặp tỷ giá liên quan đến DXY ví dụ như là USD đứng đằng sau có thể tìm kiếm một cơ hội bán xuống. À, còn đầu U thì ví dụ như có thể trong đó có uJ thì đặc biệt là cái cặp USD GPI các bạn thấy là những cái chiến lược bán chung với dài hạn thì nó quá tuyệt vời nó giảm rất là sâu và đó là một cái trend mà Richard bảo rồi nó sẽ quay trở lại cái vùng 146 đúng không? Các cái ngưỡng như là 146 nó sẽ test quay trở lại và nó quay trở về cái xu hướng giảm. Đây là cái sự chờ đợi đến mấy năm vừa rồi của chat chứ không phải là những cái thời gian ngắn nữa và liên tục cập nhật cho mọi người luôn là nếu như các bạn có quan tâm đến thì một cái xu hướng của đồng yên nó rất là quan trọng sau 17 năm mà lãi suất của ngân hàng rồi ngân hàng BOJ à, duy trì ở mức lãi suất âm thì đây chính là cái cơ hội đi ngược lãi suất của Fed thì đầu tư cho đồng yên. Các bạn nhớ là những cái chiến lược, những cái video, những cái comment của Richard, những cái chia sẻ trong những cái buổi live stream của Richard nó chuẩn chưa ạ? Đó là một chiến lược không thể nóng vội được, các bạn thấy là nó không di chuyển nóng vội được. Nhưng đến lúc có cơ hội thì nó chuyển cực mạnh. Thế thì bây giờ trong tuần tới đây thì những cái sản phẩm nếu như liên quan đến đấy trong đó có UZI thì khả năng UZI sang tuần sau nó có nhịp hồi rồi giảm tiếp cơ hội của cho các bạn. Chính là follow khi hồi các bạn bán xuống tiếp cho Richard không có chiến lược mua nhá Mà chỉ có liên lược là lướt sóng nhanh thôi thì có thể có nhưng mà vẫn là follow theo xu hướng khi nó đã bẻ chen qua cái vùng 55, 54 rồi thì bán xuống cho Richard. Bây giờ quay trở sang cái biểu đồ về giá vàng. Đối với liệu biểu giá vàng thì sau khi mà nó có những cái ngưỡng quay trở về cái vùng giá là 2411 một cái cú giảm cực kỳ sâu Đúng không? Các bạn thấy là từ ngưỡng 77 mà nó về 2411 một cái cử do rất là lớn nếu như các anh chị em cứ lao đầu vào thậm chí khi nó giảm rồi vào đầu vào bắt đáy chưa Vậy thì một cái chiến lược thành công của Richard cho mọi người bán và mua lại kể cả là những cái vùng giá mà Richard đưa ra cho mọi người rất là tuyệt vời Nếu như mà nó có thể giảm thì giảm quay trở lại cái ngưỡng vùng mươi thực tế là vùng 2420 và kể cả 4 à, 2411 Richard cũng không có cho mọi người mua lại mặc dù là Richard cũng có mua à, nhưng mà chỉ có bản thân mình rủi ro chứ không kéo theo mọi người khi mà thị trường nó rủi ro quá lớn vậy thì chứng kiến một cái phiên tăng mạnh lên cái vùng test đỉnh cái vùng kháng cự là 2477 sau đó lại là một cái cú giảm cực kỳ sâu chốt lời vào cuối tuần như thế này rồi hồi phục trở lại đóng cửa trên ngưỡng 2440. Nhìn như thế này thì sang tuần tới đối với vàng nó vẫn có cơ tăng trở lại các bạn nhé. Nhưng mà ngưỡng tăng sẽ không quá mạnh mẽ, thực sự ngưỡng tăng sẽ không quá mạnh mẽ nữa. Mà có thể là các cái vùng giá như là vùng 5X nó sẽ giảm trở lại đấy. Nếu như mà các bạn có canh mua thì lên cái ngưỡng này có thể nhảy tàu. Tức là mua lên vùng 5X thôi. Như ở đây thì nhìn cái biểu đồ H4 có thể ngay phiên đầu tuần ngày thứ hai thôi, có thể vàng nó sẽ có một cái nhịp giảm ngay lập tức. Các bạn sẽ theo dõi cho Richard khi mở cửa phiên nhé. Khi mở cửa phiên nếu như mà vàng có thể loanh quanh ở ngưỡng 4 4 42 cho đến 45 ấy thì có thể đấy là một cái ngưỡng cho các bạn tìm kiếm một cơ hội bán ngay xuống. Tìm kiếm một cái cơ hội bán ngay xuống. Bán ngay xuống khi và chỉ khi nào nó cái ngưỡng một cái vùng giá mà Richard đưa ra rồi nhưng nó lại có một cái cấu trúc đảo chiều. Tức là chỉ cần là một cái động thái có thể là một cái cây M5 hoặc M15 nó xuất hiện giảm đảo chiều ở cái quanh khu vực 42 đến 45 này thì lúc đấy là cơ hội cho các bạn bán xuống quay trở lại cái mốc 2930. Ok chưa ạ? Quay trở lại cái ngưỡng 2429 2430. Đấy là cái ngưỡng hỗ trợ gần nhất mà các bạn có thể có những cái target vào ngay phiên sáng ngày thứ hai. Đây là đây chat chia sẻ cho mọi người một cái góc nhìn rất là gần thôi. Đây là một cái trend gần nhá. Một cái kênh trend gần có thể nó như thế này chứ không phải Richard không phải là kẻ tận cái đáy này đâu mà đây là một cái vùng mục tiêu ngay trong phiên á buổi sáng nếu như mà nó không gáp bay quay nó test quay trở lại với ngưỡng 60 hay là không vì một cái tin nào đó mà mở cửa phiên nó vẫn loanh quanh cái ngưỡng 42 45 này đúng không rất nhiều các cái video Richard chia sẻ cho mọi người rồi nước là giá nó không có đột biến khi mà mở cửa phiên không tăng mạnh khi không giảm mạnh mà nó loanh quanh mà nó tạo ra được cái cấu trúc ở cái vùng giá mà Richard đưa ra thì có thể những cái mục tiêu mà Richard uh, chia sẻ nó rất là chính xác đúng không? Nên là các bạn quan sát thêm cái ngữ này Bởi vì là 8 rưỡi thì đi chat mới thực chiến với cả nhà thì mở cửa phiên từ lúc 5 giờ cơ mà mở cửa phiên lúc 5 giờ nếu như mà sau khoảng 5 đến 15 phút mà nó không gáp không có biến động mạnh thì nó lại có cấu trúc giá thì chúng ta vẫn bán tự các bạn có thể dậy sớm giao dịch bình thường có những phiên thì đi chat dậy sớm cho mọi người những cái kèo ăn sáng rất là tuyệt vời đúng không ạ toàn hàng trăm pip rất là nhanh nhưng mà có những phiên thì muộn thì chúng ta mới vào zoom chẳng hạn thì các bạn sẽ bị bỏ lỡ mất cơ hội kể cả ngay những cái phiên ngày uh, hôm trước mà đi chat chia sẻ cho mọi người là khi mà xem cái video ấy thì các bạn có thể là thấy đối đúng là cái vùng 52 55 nó có một cái cú giảm rất là mạnh đúng không ạ? Nó giảm rất nhanh quay trở về ngưỡng 46 ngay hôm đó. Cho nên là bất kỳ một cái đoạn giai đoạn nào mà đi chắc chia sẻ cho mọi người và cái cấu trúc giá ấy, hay là những cái vùng giá mà đưa ra ấy, các bạn chỉ cần là nếu đã follow video rồi thì bật nút thông báo và chịu có tương tác thì YouTube nó cập nhật rất là nhanh thì đến lúc đấy các bạn có thể là có được nhận được cái chiến lược nó rất là nhanh ngay lập tức phản ứng với thị trường đấy, chỉ có cái là chấp nhận rủi ro và quản trị vốn của các bạn như thế nào thôi Ok, đây là quan điểm của đi chat và chia sẻ cho mọi người một cái vùng giá mà nó có thể cho một cái, một cái target ngay phiên ngày thứ hai nhá. Và trong trường hợp mà nó bứt qua được cái vùng này mà nó tức là nó break nó mạnh ấy thì có thể nó retest lên cái ngưỡng như là 4 à, 55 cho đến 5 à, đến 55 đến 60 luôn. Đây là cái ngưỡng mà hỗ trợ nó đã phá vỡ thì nó retest lại cái ngưỡng này. Các bạn nhá, đấy là những cái kế hoạch mà các bạn có thể lập lên để mà nếu mà các bạn muốn chọn điểm đánh trong ngày. Nếu mà chọn điểm đánh trong ngày ấy, thì ít nhất phải chọn trên này. Đúng không ạ? Còn nếu mà chọn điểm đánh theo phiên thì có thể ngay cái vùng giá này. Có vùng giá này bị phá vỡ thì các bạn phải đi theo chiến lược trong ngày. Đấy là kế hoạch. Ok chị ạ, đấy là với cái biểu đồ giá vàng nhé Quan điểm vào tuần sau thì vàng nó có thể nó retest quay trở lại cái ngưỡng như là 55 đến 60. Đây là một cái cơ hội bán xuống tiếp. À, tiếp tục bán xuống mua lên thì trên ngưỡng 2004 nó quay trở lại ngưỡng 2004 thì các bạn có thể mua đây là một cái video phân tích tuần cho nên xu hướng giá vàng nó khá là xa vì thế là các bạn có một cái kế hoạch rồi thì cũng phải bám sát những cái video thường ngày của Richard cập nhật vào ngày thứ ba thứ tư thứ 5, thứ 6 thì nó sẽ sát giá xá hơn với thị trường lúc đấy các bạn có thể là có những cái mục tiêu cho nên thành công hơn bây giờ quay trở lại với cái biểu đồ về BTC USD với BTC USD thì nó đã giảm rất là mạnh vào ngày thứ 6 vừa rồi đúng không ạ mặc dù là USD nó không tăng, USD nó lại giảm rất là sâu nhưng mà BTC nó cũng bị xả rất là mạnh vào phiên cuối tuần. Và các bạn thấy là khi mà đi chat comment cho mọi người là chúng ta dịch SL về NGD nó nếu như mà được thì nó được rất là mạnh, còn nếu không thì chúng ta coi như kèo này là không đánh nữa. Coi như kèo này không có gì đúng không? Mặc dù là đang có target khá là tốt đấy nhưng mà đi chat bảo mọi người là kèo SL về rồi, chuẩn chưa? Quần đét lên đẹp luôn mà khi nó sập sâu này cả khi nó sập xuống tận năm chín như này các bạn đâu có rủi ro nữa đúng không đấy là việc quản trị vốn các bạn thấy là đi chat chia sẻ cho mọi người cái cái quản trị vốn rất là tuyệt vời đúng không những lúc nào mà cảm thấy rủi ro một cái là đặc biệt là liên quan đến phiên cuối tuần và mọi khi thì đi chat hiếm khi mà báo mọi người kéo sl luôn đối với coi lắm nhưng mà cái phiên đó nó chặn là báo mọi người kéo sl về anh rất là đẹp đúng không nó kết thúc rồi thì nếu mà các bạn có cờ lâu giả sử như các bạn có lướt mà nó lên vùng 66 sáu có cờ lâu nhưng mà các bạn target cực kỳ lớn rồi nhưng mà nếu như các bạn mà kéo SL về thì coi như kéo này chúng ta fail Tức là gì? Chúng ta đang chưa đánh, coi như chưa đánh bởi vì SL hoa chẳng hạn Vậy thì sang tuần sau đối với BTC nhìn cái cấu trúc này thì đương nhiên là các bạn bán xuống rồi Đúng chưa? Cấu trúc giá này các bạn bán xuống Nó sẽ retest quay trở lại đâu? Ngưỡng 6566 các bạn bán nha Đây là video tuần cho nên là để mà nó có được cái quanh trưởng lên cái ngưỡng này luôn thì rất là khó nó có thể đi trong cả vài phiên trong tuần nó mới có thể lên được nhưng gần nhất thì có gần nhất có thể là vùng 63.5 hoặc 64 các bạn ạ tìm kiếm cơ hội bán quay trở lại cái vùng 5354 rồi bán xuống tiếp nha đối với coi đương nhiên là chiến lược nào kế hoạch nào nó cũng có thể có rủi ro đấy nhưng các bạn phải quản trị vốn như thế nào cho nó hợp lý và theo dõi cái cấu trúc giá của thị trường để mà các bạn có thể có được những cái target hoặc là cái thành công trong cái kế hoạch tốt nhất, cái cấu trúc của thị trường thì nó không có gì là xa lạ cả bởi vì nó chỉ có gì thị trường chỉ có tăng hoặc giảm, đây là tăng này đây là giảm đúng không? và một cái cấu trúc nữa đó là đi ngang thôi. vậy thì ba cái cấu trúc giá này của thị trường thì nó đều có những cái nhịp sóng và những cái, cái gọi là điểm đảo chiều à, của thị trường hay là các bạn có thể dựa vào những cái hỗ trợ kháng cự rất là quan trọng đây là cái ba cái cấu trúc cơ bản của thị trường chỉ có tăng giảm và đi ngang thôi chứ còn các bạn chả có thể lòi ra được một cái cấu trúc nào ở đây nữa cả đúng không? quan trọng là là khi giảm thì cái cấu trúc giảm đấy nó mạnh hay yếu và nó có sideways để mà nó tích lũy lực đi tiếp hay không còn trong quá trình mà nó giảm đấy đúng không mà nó tích lũy lực để nó đi tiếp thì nó sẽ có một cái giai đoạn sideways tạo hộp của thị trường thì đến lúc đấy là các bạn theo dõi thôi cho nên đó là cái cấu trúc của thị trường nha các bạn cứ theo dõi được ba cái cấu diễn biến của thị trường như thế và bám sát nó thì các bạn đều có thể có cơ hội thành công rồi riêng với coi sang tuần sau Richard chia sẻ lại là canh cao bán xuống thôi cái ngưỡng gần nhất thì có thể là cái vùng 63.5 hoặc là 64 nhá đấy là đối với BTC đây chưa có điểm mua lại còn đối với cái giá dầu thì sao? Xin chúc mừng cả nhà luôn. Phiên giá dầu có phải là phiên cuối tuần đấy chắc mọi người là người là 1 phần 3 vôn. Các bạn có thể là mua ở vùng giá gì? 74 đúng không ạ? Và các vôn còn lại quanh mức như là 70 đến 72. Các bạn mua lên có quá tuyệt vời đúng không ạ? Quay trở lại đúng là Richard đã kỳ vọng nó test mô hình hai đáy. Bây giờ nó test rồi đấy. Các bạn nhớ là đúng là nó test mô hình hai đáy chưa ạ? trước đó thì chắc bảo là các bạn không có gì mà phải sợ là nó nó bay mất cái nhịp này cả nó sẽ quay trở lại cái mô hình hay đấy thì cho chúng ta mua bây giờ kế hoạch của mọi người đâu cả rồi đúng không quay trở lại rồi dám mua không đã lên tàu chưa có khoảng năm sáu anh em là đã mua được rồi à, ok thì cũng xin chúc mừng cả nhà là đã mua được nhưng mà có một điều nữa là nếu mà mua được rồi á thì đừng có thể sợ nó đang sập như này rồi nó sập sâu hơn nhá ok chưa đó là kế hoạch à, bây giờ thì các bạn đang dương rồi tổng đang dương rồi nhưng mà không phải là cái vùng target ít nhất là giả sử các bạn mua được ở 72 73 74 đi đúng không 72.5 đi mua được thì target của bạn đủ vôn rồi đi chăng nữa hay là mới đi vào nửa vôn hay là 2 phần 3 vôn đi chăng nữa thì nó quay trở lại cái ngưỡng 78 cũng là một cái target cực kỳ tốt cực kỳ lớn cũng không phải là không và kỳ vọng của Richard không phải chỉ là cái vùng 78 đâu mà có thể quay lên được cái ngưỡng cao hơn là vùng 80 đến 85 các bạn nhé thì trong chiến lược lần này để có thể cập nhật uh, cho mọi người vào những cái video tới đây về cái giá dầu để đâu sẽ là cái điểm thoát đúng không? các bạn nhớ là nó đang tăng trở lại như này nhưng chat đã báo là không có mua và không có mua đuổi các bạn phải chờ đợi bên dưới đúng không thì đúng là cái ngưỡng mà đây chat cho mọi người một cái kèo gọi là lâu lắm rồi mới có, có, có cái kèo lướt sóng đấy thì nó sập đúng không nó sập trăm pip rất là nhanh nhưng không phải là chỉ là sập ngày phiên thứ năm đâu mà thứ sáu nó bộ nớt luôn rồi về test đáy luôn các bạn thấy là đối với giá dầu quá tuyệt vời thì xin chúc mừng cả nhà đã có được những cái vùng chi đẹp nhá. Bây giờ thì giữ lệnh và chờ nó tăng trưởng vào tuần sau và tuần sau nữa thôi. Ok vậy là giá dầu chúng ta đã có kèo rồi. À, những anh chị em nào mà theo cái chiến lược mà về uzi bán chung đến dài hạn của richard trước đó mà bán và vẫn giữ những cái kèo uzi ấy thì canh cao và có thể nhồi vôn nhưng trong thời gian tới thì chị chat chia sẻ cho mọi người nếu các bạn có muốn nhồi vôn dương nhé thì nhồi như thế nào bởi vì kế hoạch của chị chat cho mọi người là nếu như mà các anh chị em mà giữ được ấy thì mới làm được cái điều đó còn không giữ lệnh mà ra thì đánh ván bài mới giống như là con vàng đấy chắc bảo nếu mà cờ lâu rồi thì các bạn coi như đánh ván bài mới từ vùng 2385 đúng không ạ coi như là bây giờ chúng ta chưa có một cái entry 2 thì có thể sang tuần tới đi Bây giờ là với giá dầu thì chúng ta đã có chiến lược rồi đúng không ạ? Vậy thì những cái sản phẩm khác thì sao? Ngoài coi BTC, vàng và dầu ra thì những cái cặp tỷ giá như UZI tuần trước vừa rồi đây nó giảm rất sâu và vừa rồi Richard có nhận định ngay trong cái video, nhận định tuần của tuần tới là gì? Sang tuần sau thì có thể nó sẽ có nhịp hồi các bạn nhé. Nó sẽ giảm thêm một chút nữa rồi nó sẽ hồi quay trở lại. Vì thế là cái ngưỡng gần nhất quay mốc 50 là cái ngưỡng quan trọng tức là cách cái vùng giá hiện tại hoặc là sang tuần tới tập 4 đến 500 pip đấy thì có thể nó có một cái nhịp hồi thì cái nhịp hồi này cũng không phải số pip ít đâu và lý do tại sao hồi thì nó có thể cập nhật những cái video thường xuyên tới đây uh, của đi chat trong đó thì có là chỉ số đồng đô la mỹ thì đi chat có dự là nó có thể hồi vào tuần sau thì đối với UZ không phải là những vùng giá các bạn đánh đuổi hãy chờ đợi nó hồi thì các bạn sẽ đánh xuống đánh xuống tiếp cho đi chat nhé những cái cặp liên quan đến đồng yên các bạn thấy là nó có thể ở những cái ngưỡng quá mua rất là mạnh mẽ và chỉ cần có cơ hội thôi đúng không ạ chỉ cần có cơ hội thôi là nó đổ đèo ngay lập tức kể cả đối với NG hay là cạc J hay EG đi chăng nữa đứng cặp tiền đồng yên chưa có đúng rồi đấy chắc comment với cả nhà là sau khi mà lãi suất của BOG đưa ra tăng trở lại đi ngược với chính sách của Fed thì đồng yên cũng cần phải có một cái thời gian để mà nó ổn định và cái điều quan trọng nhất mà Richard chia sẻ Đặc biệt là những người follow và Richard đã, đã gọi là support cá nhân luôn đấy Đó là liên quan đến đồng yên Chính là liên quan đến cái việc mà thay thế người nắm quyền Điều hành đối với tỷ giá của đồng yên ngày 31 tháng 7 Và có thể các bạn đã bỏ qua cái video mà Richard chia sẻ này Đã bỏ qua được những cái thứ mà Richard chia sẻ Nhưng nó lại cực kỳ tuyệt vời này khi mà thay thế những cái người mà điều phối đối với tỷ giá nó sẽ tác động lên rất mạnh lên tâm lý thị trường sau ngày 31 tháng 7 đúng không ạ và các bạn thấy là những cái giai đoạn này là giai đoạn ảnh hưởng của tâm lý thị trường rồi và đương nhiên đồng yên ấy nó đã tăng trưởng trở lại rất là mạnh và nhanh như thế có đúng các bạn đã bỏ qua không? còn hôm nay xem cái video này nhá là là dưới chat đã chia sẻ lại mà các bạn đúng là dưới chat đã chia sẻ rất kỹ những cái điều này để cho các bạn có một cái kế hoạch chung đến dài hạn rồi đặc biệt là những người có nguồn vốn lớn thì theo thì nó quá tuyệt vời đặc biệt là với đồng man bây giờ nó tăng trưởng trở lại đúng không còn các cặp tỷ giá uzi thì nó giảm sâu nó còn hưởng lợi tại cái việc mà đồng đô giảm mạnh nữa đúng không và đấy chắc có nhắc luôn là các bạn không thể nào vội vàng được đối với là một cái chính sách của một nền kinh tế không thể nào mà nó vội vàng được và mình đã bấm mốc luôn cái thời gian rồi bấm mốc là thời gian là ngày 31 tháng 7 khi mà có người mới thay thế thì có thể tác động tâm lý thị trường rất mạnh và đồng yên nó có thể tập quay ngược xe đúng không và đúng là đồng yên tăng trưởng ngay quay trở lại luôn và cái những cái cặp tỷ giá liên quan tất cả những cái cặp tỷ giá liên quan đến đuôi JP đứng đằng sau hầu hết đã sập sâu rồi vậy thì kế hoạch của mọi người đó là gì tiếp tục thôi à, canh bán xuống khi thị trường nhìn thấy thế này thì canh bán xuống đúng không ạ đương nhiên là canh bán xuống rồi nhưng cái chính sách này có thể nó ảnh hưởng trong dài hạn không còn là ảnh hưởng trong ngắn hạn nữa nha vì thế là đây là gọi là đủ duyên đấy thì Richard đã chia sẻ cho mọi người đủ duyên thì các bạn thấy là những cái thứ từ chung đến dài hạn và Richard chia sẻ cho mọi người à nắm bắt trước xu hướng của thị trường thậm chí nó bấm mốc tham minh rồi nó rất là chuẩn đúng không những cặp tỷ giá này thì sang tuần tới thậm chí là sang rất nhiều tuần tới nữa các bạn đều tìm kiếm những cội bán xuống nhưng sau khi nó di chuyển những cái bước sóng nó khá là dài như này các bạn phải cẩn trọng không phải điểm nào chúng ta có thể đánh được nhé mà mà phải có kế hoạch chơi đinh đó cũng chính là cái tiêu đề mà đi chat luôn chia sẻ cho mọi người này phải lợp lên kế hoạch chơi đinh hàng ngày chưa nói là chơi đinh tuần rồi là tháng đúng không vậy thì những cái cặp tỷ giá như đồng yên đuôi yên nhá nhắc lại cho mọi người này đuôi yên thì các bạn tìm kiếm cơ hội bán xuống tiếp còn đối với GUEU thì sang tuần sau nó đang hồi mạnh đúng không nó hồi mạnh đấy nhưng mà nếu như nó muốn tăng trưởng trở lại được thì nó có gọi là trong trading về phân tích kỹ thuật đó là những cái nhịp retest và kiểm tra lại những cái vùng đáy bây giờ nó tăng mạnh tất nhiên là tất cả những cái video kể cả với cặp bảng anh này rồi reset chiêu tiên cho mọi người bán xuống với cặp tiền này, bán thậm chí bán đúng đỉnh của đỉnh đó là gì vùng 1.305 rồi. Bây giờ nó đang có nhịp hồi phục. Mà cái nhịp hồi phục này nó không phải là do kinh tế Anh hay kinh tế EU những cái cặp tỷ giá này nó tăng trưởng trở lại hoặc là một cái lý do ở đây cơ bản nhất là hưởng lợi từ chỉ số đồng đô la Mỹ thôi. Cho nên sang tuần sau vẫn là một cái kế hoạch các bạn tìm kiếm cơ hội oánh xuống cho Richard. Ít nhất là nó reset quay trở lại cái đáy này. Có rủi ro không? Có. Chẳng có cái gì là không có rủi ro cả đích chắc nhận định không thể nào một trăm phần trăm đúng được nhưng các bạn phải có một kế hoạch và dám chấp nhận rủi ro đúng ạ tức là nếu mà cắt lỗ thì các bạn cắt lỗ ở đâu có thể cắt lỗ ở gì ở hai chín bốn hoặc hai chín năm đây này. đây là khung h một nha các bạn nhé thì vùng chia vôn của các bạn có thể là vùng từ 1.285 đến 1.290 chẳng hạn. Đấy là một cái kế hoạch mà các bạn có thể tham khảo. Đấy là với cặp bảng anh ưu tiên bán xuống còn mua khi và chỉ khi nào nó quay trở lại test đáy và tạo lên một cái vùng hỗ trợ ở đây thì các bạn có thể mua lướt. Mua lướt nha tóm lại là tất cả những cái kèo mà đi chat chia sẻ những cặp tỷ giá này chỉ là lướt sóng thôi không phải là chung cái nào như chắc nói là có thể chung đến dài hạn thì mới thì mới các bạn mới có thể follow vào kế hoạch dài chứ còn những cặp tỷ giá này thì chỉ là lướt sóng thôi các bạn nhé theo phiên theo ngày EU hưởng lợi rất là mạnh và nhìn H1 nó tăng trưởng bẻ chen rồi đúng không ạ nhưng mà sang tuần tới thì thì ở đây nó có một cái kháng cự thực ra là chúng ta đã học về kháng cự hay hỗ trợ thì những cái vùng giá này đều có tác dụng sang tuần sau do đó là với USD à, đối với cặp euro USD thì các bạn có thể có một cái kế hoạch bán xuống từ cái vùng giá này bán test kênh hoặc test đáy đấy là bán lướt nha đây test đáy thì ít nhất là nó quay trở lại cái vùng 1.077 còn test kênh thì nó cũng phải quay trở lại cái vùng 1.085 đây là với cặp tỷ giá euro USD ra sang tuần sau thì mọi người có thể tìm kiếm một cơ hội đánh xuống còn rất nhiều các sản phẩm khác kể cả với chỉ số hay cặp tiền chéo thì các bạn lưu ý cho cái chat là chỉ số này nó nhạy cảm nhiều, nhạy cảm với tin nhưng mà nó rủi ro rất là cao cho nên rất lâu rồi đi cũng không chia sẻ lại cho mọi người đánh với cái chỉ số đâu bởi vì sao nó rủi ro tăng cao và nó ký quỹ rất là cao ký quỹ cao hơn vàng rất là nhiều lần đúng không 39.5 là một cái ngưỡng số cực kỳ lớn vàng bây giờ nó chỉ khoảng là 2003 2004 thôi nhưng mà đối với lại US 30 thì nó gấp khoảng 2 15 20 lần. Kỳ quỹ nó rất là lớn, rủi ro nó cao cho nên rất không không chia sẻ với chỉ số thôi nhé. Ok, cái video ngày hôm nay thì có lẽ là Richard làm và xin kết thúc ở đây. Đó là một cái kế hoạch tuần. Hy vọng rằng các bạn xem video thì có thể có một cái kế hoạch tuần hoàn hảo cho mọi người và tham khảo những cái mà support của Richard. Đặc biệt nữa là bám sát hơn đó là những cái video thường ngày cũng như là cập nhật các cái tin tức và chiến lược của Richard chia sẻ trong kênh Signal của Richard nha và nhóm trading thực chiến hàng ngày hàng tuần. À, đối với lại buổi thực chiến thì vẫn là full các buổi từ thứ hai đến thứ sáu lịch này Richard đã support mọi người suốt nhiều tháng qua rồi từ à, bắt đầu từ lúc 8 rưỡi sáng cho đến 10 giờ sáng các bạn nhé Thế còn những cái phiên khác như là buổi chiều và buổi tối phiên Mỹ thì nếu như có lịch thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người cập nhật cho mọi người trong tháng 8 này. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Chúc cả nhà tháng mới vạn sự được may mắn. Các bạn yêu thích kênh các bạn nhớ bật nút thông báo để chúng ta sẽ nhận được những cái video một cách nhanh nhất cũng như là chia sẻ kênh cho rất để tạo lên cái động lực với chat làm những cái video và phát triển kênh được tốt hơn nữa. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.